xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio và hôm nay thật vui mừng chuyến hàng cuối năm đã về với shop Bá Hùng Audio gồm có những sản phẩm loa đến từ đất nước Mỹ đó là dòng loa Calip và dòng loa quen thuộc file Audio thì hôm nay bên em đã về được những cặp loa chất lượng cao đặc biệt là sản phẩm loa Calip RF 7 ba là mã là model cao cấp bậc nhất hiện nay của dòng loa RF đó của thương hiệu Calip đến từ đất nước Mỹ và cặp loa này thì sản xuất hoàn toàn tại Mỹ nhé thưa quý vị và bạn là một cặp loa uh, cao cấp bậc nhất hiện nay của Calip đó và cặp loa này thì với một cái kích thước to lớn sử dụng hai loa bát uh, 25cm ở 25 cm ở gân cao su và đặc biệt là dòng loa Calip thì bao giờ cũng vậy luôn có những cái độ nhạy cao cực kỳ cao luôn gần 100 dB chính vì vậy thì uh, mặc dù là một cái cặp loa to cao và rất là lớn nhưng chúng ta cũng không phải lo lắng gì về đầu phối ghép cả bởi vì nó độ nhạy cao cho nên là âm ly uh, có 2, 30 w 50 w thì cũng có thể phối ghép cực kỳ tốt luôn đó và đầu tiên là cặp loa Calip rf7 la mã đây là thế hệ thứ ba rồi nha thưa quý vị bạn đó. bao giờ thì các cái thế hệ thứ tiếp sau cũng vá lỗi và hoàn thiện hơn uh, cho chất lượng âm thanh cũng như là các cái âm nhạc tốt hơn rất nhiều và cặp loa này thì là hàng nhập khẩu chính hãng bởi công ty Anh Duy nhé thưa quý vị bạn và giá niêm yết của công ty thì đang là nặng 90 triệu 400 000 đồng đó. nhưng quý vị bạn đừng nhìn con số đó mà lo lắng nhé tại Bà hồng audio bên em có giá tốt hơn rất nhiều nhé ở nhân dịp vào cuối năm này thì có rất nhiều quà tặng cũng như là mức giá chiết khấu cực kỳ tốt để xả hàng nhé thưa quý vị bạn và ngay sau em là cặp loa đàn em ở RP8000F đây là mẫu loa uh, bát 20 cm cũng có độ nhạy rất cao với những căn phòng mà vừa hơn thì chúng ta sẽ chơi ở uh, cái cặp loa này. Đó, và cặp này thì đang có mức giá niêm yết là 32 triệu đồng. Thì khi quý vị bạn mua tại Bao Audio, bên em cũng sẽ có những mức giá chiết khấu cực kỳ tốt nhé thưa quý vị bạn. Uh, cặp uh, RF735 mã này thì chúng ta có thể chơi ở những căn phòng từ 50 m trở lên rất là tốt luôn thưa quý vị bạn. Một cặp loa lớn gấu của hãng Calibre và uh, RP8000 này thì chúng ta có thể chơi ở những căn phòng khoảng độ dưới 35m rất là tốt luôn hai loa bass uh, 20 và sử dụng loa chép kèn uh, Thương hiệu loa Calip thì có thể nói rằng những dòng loa chép kèn là những dòng loa đỉnh nhất của Calip à, Cực kỳ hay luôn Và tiếp theo là mẫu loa uh, Fire Audio F702 Đây là một cái cặp loa cực kỳ hay Và được vinh danh là cặp loa đáng mua nhất năm 2021 thưa quý vị bạn Quý vị bạn có biết điều đó không ạ? Ở ờ, trên các tạp chí thì đánh giá đây là mẫu loa đồng trục đáng chơi nhất năm 2021. Đó, trên thế giới thì rất nhiều dòng loa đồng trục, ngay cả người Anh noi chúng ta có thể biết đấy, đó. ạ ờ, cũng sử dụng loa đồng trục nhưng file audio năm nay được vinh danh là cặp loa đáng mua nhất năm 2021. Đó, đó mới là điều tuyệt vời nhá. Ờ, và file audio là một thương hiệu đến từ Anh Quốc là người em song sinh của Tanoi, đó, cũng được các cái kỹ sư gạo cội của Tanoi họ phát triển đó, đó mới là điều tuyệt vời. Nhưng họ có những cái công nghệ mới nhé, thưa quý bạn về vật liệu, về cấu trúc thùng, về cấu trúc thoát hơi, về cấu trúc gân, vân vân màng loa và đặc biệt là cái loa đồng trục của uh, hãng Fire Audio thì có thể nói rằng có một cái sự bứt phá cực kỳ là lớn đó cho chất lượng âm thanh. Uh, vượt trội hơn rất nhiều đó và cặp này thì uh, em vừa mới giao cho một bác khách ở trong Sài Gòn thì hôm nay công ty lại giao tiếp đến cho báo audio uh, có sản phẩm đó uh, thật là tình cờ không ạ? Sáng nay vừa giao cho bác khách xong thì thì cùng sáng nay lại có hàng về luôn thật là tuyệt vời uh, file audio f702 uh, được hoàn thiện với lớp vỏ piano cực kỳ đẹp và sang trọng với mức giá bán công ty là 140 triệu đồng nhưng quý vị bạn lưu ý nhé bên em luôn có mức giá tốt hơn rất nhiều tặng kèm dây dẫn phụ kiện đầy đủ chúng ta chơi đó là một điều tuyệt vời mà báo Hồng Audio dành tặng nhân dịp cuối năm này uh, cho toàn thể quý vị bạn uh, ủng hộ báo Hồng trong suốt thời gian qua và em sẽ có một cái chương trình uh, tặng đĩa CD uh, cho những cái bác nào uh, may mắn nhận được những đĩa CD tại báo Hồng Audio tặng đĩa CD chất lượng cao nhé thưa quý vị bạn uh, và chỉ có số lượng uh, khá là ít thôi rồi uh, trên đây là ba mẫu loa mới về tại báo Hồng Audio đều là những sản phẩm nhập khẩu chính hãng nhé thưa quý vị bạn do công ty uh, quốc tế Anh Duy nhập khẩu về và Bảo Hồng Audio là nhà phân phối cấp 1 cho nên là tất cả những sản phẩm nào của công ty Anh Duy đều có mức giá chiết khấu rất là cạnh tranh nhé thưa quý vị bạn đại lý cấp một quý vị bạn rồi xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều và đừng quên nhấn theo dõi kênh và uh, nếu cần sản phẩm nào gọi điện trực tiếp cho em Bảo Hồng theo số điện thoại 0978 263 263 uh, xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều.